Bùn Say hai Chào mừng anh em đã đến với kênh channel của mình Anh em ơi, ngày hôm nay tôi có một cuộc chạy đua marathon Kết hợp với cả một biệt đội Skibidi luôn Và các cụ đã có câu là Một cây thì làm chẳng lên lon Nhưng mà ba cây chụm lại chắc chắn là lên hòn núi cao Anh đúng. em biết ý nghĩa tại sao tôi nói câu này Thì hãy tiếp tục có video này nha Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like Mới đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha Còn bây giờ, lên đường thôi rên, 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 rên. Rồi anh em ơi, bùn tốc độ đã có mặt Tại cái cuộc thi chạy marathon đấy rồi anh em ơi, ừ. rồi trước mặt tôi đây là một trạng đường đua vô cùng là xa, vô cùng là nguy hiểm luôn nha anh em. rồi phải trước khi bước vào cuộc thi này thì tôi cần phải tăng tốc một chút cho mình. đấy tôi sẽ nhấp vào màn hình để tôi tăng tốc cái điểm uh, uh, km chạy của tôi. Đây, hiện tại là tôi đang có thể lên tới tận 100 linh một mã lực rồi anh em thấy gì chưa? chạy nhanh thuận thoát, thoát luôn chạy nhanh thuận thoát, thoát luôn anh em ạ à. ôi giời mấy bạn kia còn chạy nhanh hơn mình và hiện tại là tôi đang đứng top mấy đây à, tôi đang đứng top mấy thì tôi vẫn chưa biết luôn tại vì ở dưới ở dưới chỗ tôi là cũng khá khá nhiều người bằng bằng tôi đấy nhưng mà ở phía trên tôi cũng là nhiều người chạy nhanh hơn tôi anh em ạ và sau khi vượt qua mỗi cái màn này chúng ta có thể lụm được rất là nhiều xu luôn Đấy à, tôi mới chạy được qua hai cái cửa mà tôi đã lụm được tận 74 xu rồi anh em ơi và trình độ của tôi mới là trình độ uh, hạng lốp mà thôi hạng lốp là hạng hơi cùi cùi một tí à mà không phải hơi cùi mà là quá cùi <laughs> nhưng mà không sao tôi sẽ chứng minh cho anh em câu là một cây làm chẳng lên lo nhưng mà ba cây chung lại lên hòn núi cao đây xong cái cuộc chạy đua này và đặc biệt là một cái là cái 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 chỗ chỉ À, tốc độ của tôi có một cái đầu Shikibidi nó vặn ra à, nhìn đẹp không anh em rồi à tôi vừa vượt qua được một bạn xong ừ. ok không sao hết tôi khả năng là tôi vẫn ở vị trí thứ một hai ba bốn năm sáu bảy anh em ơi tôi đang ở vị trí thứ bảy so với tận 11 người 12 người ừ, uhm, cũng là khá khá cao rồi đấy chứ đúng là cao tại vì số 7 là khá là cao mà lớn rồi bốc phép ít thôi rồi còn 30 giây nữa mình có thể vượt qua <laughs> cái cuộc chiến này rồi cố gắng nha cố gắng nha và hiện tại tôi mới chạy được có một trăm bao nhiêu km ạ hơi chậm mấy bạn kia chạy tới hơn hai nghìn km rồi vai trưởng thật đấy gọi là vạn sự khởi đầu lan nên là anh em cứ bình tõm cứ bình tõm là được Rồi, à, hiện tại tao đang có 215 xu rồi 215 xu Ôi, và điểm mã lực của tôi lên tới 101 tôi rồi lọ sợ cái gì sợ cái gì hả anh em xu này để làm gì tí thôi tôi sẽ cho anh em biết nha đợi tí sau khi cái cuộc thi này kết thúc rồi 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 còn có một tí nữa là lụm được 112 xu rồi không đúng rồi ok bây giờ tôi sẽ dùng xu để mở những quả trứng bé suki đấy xu để làm gì thì anh em biết rồi đấy mở một quả với giá 20 xu ra con gì đây nhà vệ sinh Skibidi lớn Đấy, tôi sẽ chứng minh cho anh em câu ba cây trộm lại lên hòn núi cao ôi nhà vệ sinh thiêng liêng phổ biến luôn mà con này tỷ lệ ba mươi để tiêm tôi sẽ mở được con gì nữa đây <laughs> một con huyền thoại ui con lại một phẩy bốn phần trăm anh em ơi bỏ tay bỏ... Cái gì đây? Sao không trang bị tội đấy rồi? Ui giời ơi đây Đây là những người bạn đồng hành của tôi Và hiện tại là cái mã lực của tôi nó lên, lên tới tận 780 Bao nhiêu? 783 Úi dồi rồi tôi có những người bạn đồng hành chạy cực kỳ nhanh anh em thấy gì chưa làm ngay một cái con huyền thoại Úi giời ơi tỷ lệ 1,4% phần trăm hôm nay nhân phẩm của tôi nó cứ đòi đỏ cái gì đấy anh em ạ đấy lại bắt đầu cái cuộc chạy đua này tiếp xem tôi có thể đạt được cái kỷ lục là đi tới cái vạch kích kia không nhưng mà muốn đi tới vạch đích chỉ mất trong vòng 2 phút thôi nha, trong vòng 2 phút thôi nha. Lên nào, nó khó nó khó ở cái đấy anh em ạ. Đâu rồi, mấy cái bạn best skibidi của mình đâu rồi? Không thì đấy trong cái chặng đường đua này tôi có thể mở một cái phòng quay free. Đấy, online trong vòng 5 phút là mình sẽ có một phòng quay free anh em ạ. Ok, một bình thuốc gì đây? Một bình thuốc lucky, một bình thuốc may mắn. Nhưng mà cái nhân phẩm của tôi hôm nay thượng thừa rồi nên tôi không cần bình thuốc may mắn nữa. Mở phát ra con bếp tỷ lệ 1,4% và con bếp đấy nhân cho mình bao nhiêu sức mạnh? 490 sức mạnh là Ui, tưởng cái gì? Tưởng cái gì anh em ạ? Qua vít có chỉ sáu con bò. Rồi. Tiếp tục là cuộc chiến này đang sắp có hồi kết dần dần rồi. Và tôi đang ở vị trí top 3. Vị trí top 3 anh em ơi. Với cái mã lực này thì top 3 là chuyện quá là bình thường luôn. Mã lực tận 783 nên thế này thì có là đồng hoàng luôn anh em ơi 25 giây nữa cho chặng đường đua này Và tôi đang chạy được 336 km Quá là vip Ngoài đời tôi không biết tôi chạy được như này không Nhưng trong game mà tôi thừa sức chạy đi này đấy <laughs> Rồi leo lên vị trí vẫn là top 3 Vẫn là top 3 anh em ạ Cố gắng cố gắng quả này mình sẽ đạt top 3 thôi Không được mất top là được Mình vào trong top là quá ngon lành cành đào rồi Rồi chạy nhanh hơn nữa Rồi ok để xem mình top mấy là Tuyệt quá tuyệt quá Rồi top 3 top 3 chính xác là top 3 tôi muốn qua một cái thành phố mới thì tôi phải qua kiểu gì đây à mình phải đạt đến cái mốc cuối cùng của cái cái, cái map này mình sẽ qua được cái map mới cái map bên kia là cái map thành phố sa mạc anh em ạ à. map này là thành phố nhà vệ sinh <laughs> được rồi tôi đã lên tận một nghìn mã lực rồi đây sắp lên một nghìn mã lực rồi anh em ơi à khoan đã tôi sẽ phải giới thiệu cho anh em một chút cái kỹ năng thượng thừa của tôi đợi tí và chặng đường đua này tôi sẽ không đua và tôi sẽ giới thiệu cho anh em một chút gọi là ma cốt ma cốt để tôi bắt đầu cái trận chiến này hùng mạnh hơn nha anh em nha đó là những biểu hiện của sự lươn lẻo Vâng và đây chính là cái mã cốt của con game này cho anh em Đó và chúng ta sẽ nhận được một con bếp nha Nhận được một con bếp Và con này nhân cho mình Ôi trời ơi tưởng con bếp gì Nhân được con một con bếp một nhân 170 sức mạnh Ôi trời <laughs> ơi Trong thời gian chờ đợi cuộc thi tôi sẽ đứng đây tôi mở mở phần quà Mở bếp Khoan đã tôi đang có một cái bình thuốc may mắn Thì tôi sẽ sử dụng luôn Đâu nhỉ? Bình thuốc may mắn ở đâu nhỉ? Đây, kéo ra trong vòng 15 phút. Ok. Lộm lúa. Mở phát mười mấy con bét luôn. Ui giời ơi, bình thuốc may mắn gì mà lởm thế? mà <laughs> ra con lởm nhất luôn anh em ạ. U. Uh, vừa nói xong, vừa nói xong nhân phẩm của tôi khác hẳn luôn, con này tỷ lệ 5%. Tỷ lệ 5% anh em ơi. Vừa nói xong, lại một con nhà vệ sinh phổ biến nữa. Rồi, tiếp tục cố gắng thêm một cái con VIP VIP nữa đi. Hai con sử thi luôn Bắt đầu tôi thấy cái này đỏ đỏ đấy nha Bắt đầu tôi thấy cái này đỏ đỏ Tôi sẽ lụm sạch 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 tất cả Những con Skibidi ở trong này Thiếu mất một con huyền thoại đấy thôi Bây giờ con huyền thoại nữa là tuyệt cả là vời luôn này Tuyệt cả là vời luôn anh em ơi Thiếu mất một con huyền thoại thôi Để xem nào Vẫn là sử thi anh em ạ Vẫn là sử thi Thôi mở lốt cả lớp xem thế nào Ui lại ra nhà vệ sinh Jack -back. Con này là nhà vệ sinh tên lửa anh em ạ Còn 3 giây nữa Và đây Ở đây chúng ta có thể nâng cấp nâng cấp chỉ số sức mạnh của cái con ấy của mình lên Ok Mình đang có bốn con này không biết liệu có lên không nhỉ Hay là ra mở thêm con nữa nhỉ Cố gắng nha cố gắng nha Đồ ăn hại Oh my god Xịt rồi anh em ơi ơi <laughs> giời ơi tôi ngáo ngơ quả mơ thật sự luôn đấy chứ Xịt rồi xịt thật rồi Buồn quá buồn như con chuồn chuồn luôn Chúng ta chỉ còn còn mấy giây lơ vào cuộc thi rồi mà tôi Tôi chơi quả liều quá anh em ơi Lấy giờ loay hoay trang bị ra Trang bị những con phim nhất đã <laughs> Ui giời, tôi đánh quả liều quá Nhưng mà hiện tại cái cái tốc độ chạy của tôi đã lên tới 1 mươi tốc độ chạy rồi 1230 mã lực rồi Đánh quả liều thế anh em ạ Này, nay tôi nâng cấp được cái con này mà lên màu vàng Và con này sẽ nhân đôi tỉ số sức mạnh của mình lên Đây, nó là 170 Nhưng mà sau khi nâng cấp nó lên tận 340 lại Cái con kia tận 400 điểm sức mạnh nâng cấp lên lên phát 800 điểm sức mạnh luôn thế biết thế mở ra thêm một con nữa thôi bây giờ, lại bắt đầu vào cuộc thi thôi anh em ơi cuộc đua này khả năng tôi sẽ cố gắng để đạt được cái mức cao nhất là hơn 2.000 km 2080 km Oh, có màn boss gì này di chuyển đến boss là sao ta à? à có một cuộc chiến đấu với boss và mình sẽ cho mấy con Shikibidi của mình tấn công con boss này Con boss này có 8.000 máu à bình thường như con đường hộp sữa liền bình thường như con đường hộp sữa liền ôi trời đi chuyển đến bot cái bây giờ tôi về map kiểu gì đây ai mà biết được chúng mình là help me tôi muốn về nhà tôi thế rồi bây giờ về nhà kiểu gì đây à đây 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 hỏi nào tôi sẽ khảo khám phá quanh xem cái chỗ này có cái gì đã rồi chỗ này không có gì đây tôi biết cách về nhà rồi đây <laughs> tôi lại bắt đầu lại cái cuộc đua này ôi tôi nghĩ là bây giờ tôi bắt đầu lại tôi thọt quá rồi tôi bắt đầu lại tôi lại thọt quá rồi anh em ạ à và ta chúng mình có thể à sau khi tấn công bot nha mình sẽ lụm được một cái huân chương và giúp cho mình cộng tận 1,2 phần trăm nhận quà 1,2 phần trăm lụm xu lụm xu uh, đi anh em ạ rồi lại cuộc chiến này tôi lại tạm hoãn một tí tôi nghĩ tôi sẽ quay lại không quay lại được nữa anh em đây tôi chơi mọi người chơi chạy đến tôi chơi chạy lại <laughs> ok không anh em rồi bắt đầu mở tiếp quả trứng bé nữa đi cố gắng mở thêm quả trứng bé ngon là cành đào nữa để để chúng mình có thể ra kia nâng cấp Để chúng mình có thể ra kia nâng cấp anh em ạ Ôi toàn trứng bé lấm này thì Chán như con rán Tôi nghĩ tôi sẽ cộng cái điểm này nó còn thích thú hơn Nó còn thích thú hơn anh em ơi Rồi, bao nhiêu mã lực Vẫn là 1.000 1.300 mã lực, hơi yếu Lên 1.400 đi Cố gắng quả này là vượt qua cái map thành phố nhà vệ sinh này cho anh em xem nha. Không biết quả này vượt qua chưa? Mấy con bé của tôi chạy theo tôi này. Khả năng nhưng mà khi vào cuộc đua nhá, mình chạy nhanh quá là bé nó không theo được mình luôn anh em ơi. Đấy tôi vượt qua hàng nghìn đối thủ. Hàng nghìn đối thủ và tôi đang dẫn đầu cuộc đua. Không biết là chặng đường tiếp theo có ai vượt qua tôi không. Nhưng mà hiện tại là tôi đang dẫn đầu cuộc đua anh em ơi và tôi đang ở vị trí lốp. Lốp này bây giờ mình muốn nâng cấp lên thì mình nâng cấp kiểu gì ta? Để tôi xem nào. Đây rồi, auto chạy chạy liên hoàn chạy luôn ui rồi và tôi chạy như một cơn lốc anh em ạ à. tôi chạy nha cái này còn lác luôn cái đơ hình luôn anh em ơi tôi chạy như một cơn lốc luôn ui cơn lốc mang tên bun đẹp trai cơn lốc mà màu xe cam đấy. đấy thì anh em ơi sắp còn tôi còn một phút nữa mà chặng đứng đua của tôi tôi đang lên tới tận 400 km rồi 400 km rồi anh em thấy đoàn và hoàng chưa Đoàn vào hoàng chưa? Nào, ngon lành cảnh đạo cho anh em. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị cán mốc, cán mốc mới này 480 km. 480 km cho anh em xem. Cán mốc mới, cán mốc màu vàng, chẳng được đua màu vàng. Thôi, cố gắng lên một chút nữa là mình cũng khá khá đấy. Mình chạy hiện tại là đang là top 1. Đang là top 1 anh em ơi. Hiện tại là tôi đang top 1. Đấy. Ui, chết 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 chết. Quên mất là mình tắt, cái auto chạy cái là mình thọt hẳn luôn. Rồi, cán mốc mới là 640 rồi. Cố gắng sắp sắp đạt được cái kỷ lục trong con game này rồi sắp đạt được cái kỷ lục trong cái map này rồi 960 rồi cố lên 2000 là mình đạt kỷ lục thôi 2000 là mình đạt kỷ lục thôi sắp rồi sắp rồi anh em ơi chúng mình ngon là cành đào này lung linh là lên luôn anh em ơi 960 rồi 960 8 giây nữa rồi chỉ còn 8 giây nữa là tôi tôi chuẩn bị cán cái đích là 2080 rồi chuẩn bị rồi chuẩn bị rồi chuẩn bị rồi chuẩn bị rồi một chút nữa thôi vừa hay vừa kịp vừa kịp anh em ạ à. vừa kịp là cán đích nhưng mà vẫn chưa vượt qua kỷ lục nên bây giờ tôi sẽ gọi là đứng đây cho hát một lúc đã để tôi tăng cái điểm thể lực của tôi lên xong tôi vào cuộc chiến tiếp theo nha okay. tên, tên 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 cho anh em chiêm ngưỡng trong cái quãng thời gian tôi chơi hát nhá tôi đã mở ra được tận hai con bếp người quay phim lớn mà con bếp này là nó là tỷ lệ huyền thoại anh em ạ à. tỷ lệ huyền thoại bây giờ tôi lại mở tiếp bếp mở tiếp hết ra nhà vệ sinh check back này ra nhà vệ sinh check back này quá là ngon lành cảnh đào rồi anh em ơi ui sợi ơi lại thêm một anh thần thoại nữa thế này sao mà cự nổi thế này sao mà cự nổi cái nhân phẩm của tôi đây hả anh em thế này tôi vip quá con bé sử thiệt gạt bỏ luôn gạt bỏ luôn anh em ạ Vì hiện tại là tôi đang có hai con thần thoại lận hai con thần thoại lận đây để xem nào nâng cấp à, thôi, thôi thôi không nghịch dại nữa không lên nghịch dại lên anh em ơi trang bị những trang bị tốt nhất và bây giờ là có 5 con nhà jackpack rồi có 5 con nhà vệ sinh này tôi nghĩ tôi sẽ nâng cấp nó lên à, Kê lên luôn lung linh là lên luôn cứ 5 con này anh em nâng cấp nha và con này tăng cho mình 500 sức mạnh Ui, ngon hơn cái con này cơ ngon hơn cả cái con này luôn à được rồi ngon hơn thì tôi lại mở tiếp cố gắng ra thêm ba con huyền thoại nữa nha cố gắng ba thêm ba con huyền thoại nữa mình nâng cấp là đẹp luôn ngon là cành đào luôn này anh em này ngon là cành đào luôn này tiếp tục mở, mở liên tục tục luôn. Mấy con này có giá có 20 thôi ạ. À? Cái gì đây? Lại một con thần thoại nữa nha. Lại một con thần thoại nữa nha. Hôm nay ngày gì của tôi ấy anh em ơi? Ngày gì đi. Cái ngày gì không biết được nữa. cũng hơn là vip rồi anh em ạ. À. Amazing, good job anh. Tôi vẫn mở liên tục tục quá Tại vì hôm nay tôi đỏ quá anh em ơi. Số tôi hôm nay Quá là đỏ. Rồi mở tiếp thôi. Con thần thoại con 1,4% trăm mà tôi mở ra ba con lận. này anh em biết tôi vip như nào rồi đấy. Mà không biết bây giờ tôi thử quay ba con thần thoại nó sẽ như thế nào nhỉ? thử quay ba con xem nó liệu nó con sao không nhỉ đây rồi lại thêm một một anh huyền thoại nữa lại thêm một anh huyền thoại nữa Của hai anh, anh huyền thoại rất là đẹp này bây giờ tôi đứng tôi mở liên tục tục tôi mở liên tục tục luôn A few moments later. Ôi ơi, mở một hồi, mở một hồi mà tôi hết sạch chỗ trống luôn rồi. Tôi sẽ trang bị tốt nhất vào đây và tôi đi nâng cấp hết mấy cái con này. Bây giờ mình thử nâng cấp hết xem nào. Nó có lên cái gì nữa không? Cầu trì này. Ok. Và không biết nâng cấp thêm được mấy cái con kia cùng lúc không nhỉ Mấy con vàng vàng này này là... À không mình chỉ nâng cấp được mấy con cấp 1 thôi Lên cấp 2 là không nâng cấp được nữa Ok tôi nâng cấp để tôi lấy cái chỗ trống ấy đã bốn con này rồi Rồi tiếp tục mở Mở lên hoàng cước luôn Mở lên hoàng cước mới bắt đầu Động chị nhỉ bốn con rồi bốn oh con rồi đâu nhỉ một hai ba bốn ui con này con con này là con con không phải con bình thường nha con này nhân cho mình tận bao nhiêu sức mạnh ạ à? ui được đấy được đấy được đấy tiếp tục mở anh em ơi tiếp tục mở mở liên hoàn cước rồi 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 tôi thấy là tôi bắt đầu đo đỏ rồi đo đỏ rồi hai con sẽ có cho con này lên cấp cái đã cho cái này lên cấp cái đã anh em ạ đây năm con này là lên cấp rồi, rồi cố gắng được thêm một cái con ấy huyền thoại lên tôi tôi lên cấp luôn cho anh em xem à, có thần thoại chứ cố gắng một con thần thoại nữa thôi là lên cấp luôn rồi thêm một con huyền thoại nữa, một con huyền thoại nữa. Tôi hình như tôi đủ 5 con huyền thoại rồi đấy. 5 con huyền thoại rồi đấy. 1 2 3 4. Ờ mới có 4 con. Vẫn vâng, còn một con nữa. Một huyền thoại với một thần thoại nữa là đẹp keng luôn này. Một huyền thoại với một thần thoại nữa là đẹp keng. Cố gắng nha, try hard nha, try hard là tập trung là mở mở liên hoàn cước cho anh em xem luôn này. Mở bây giờ băng ra thì thôi. Băng ra một con nữa thì thôi. Rồi, một huyền thoại nữa. Một huyền thoại nữa nâng cấp lên luôn. 1 2 3 4. À, nhưng mà chết rồi anh em ơi bây giờ tôi mới để ý là ôi giời huyền thoại với thần thoại không được mở đây What? không được mở đây giời đất ơi cay thế nhở huyền thoại với thần thoại không được mở đấy rồi tôi sẽ trang bị tốt nhất ở đây và tôi chờ cuộc thi kia tiếp tục để tôi bắt đầu cuộc chiến cái thật đấy buồn như con chu chuồn vậy rồi chuẩn bị bước vào cuộc chiến tiếp theo thôi tôi còn 8 giây nữa 8 giây là cuộc chiến này tôi sẽ phá đảo cái cái map này cho anh em xem phá đảo luôn cái map này cho anh em xem ôi mấy con kia của tôi bọc vàng này nhìn hay không nhìn đẹp không anh em sử thi thần thoại hiếm các kiểu cũng là điều luôn tỏa sáng lớp na lớp lánh rồi cố gắng nha cố gắng bút lên nha bút lên cái điểm lực chiến cao cao một tí bút lên cái điểm lực chiến cao cao một tí là khả năng của tôi vượt qua cái map này luôn rồi chuẩn bị chuẩn bị vào cuộc chạy này và chuẩn bị vào cuộc chạy này 1, 2, 1 Let's go Chiếm cho mình cái vị trí độc tôn kìa anh em ơi Chiếm cho mình cái vị trí độc tôn á! rồi, rồi 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 Chạy nhanh toàn thoát, thoát Bây giờ tôi còn là chạy nhanh quá Tôi còn lả hết cả người ra giữa này này Lả hết cả người ra giữa <laughs> Top 1 Top 1 I am the king. Tôi đang Hiện tại tôi đang Tôi là đang đứng top 1 nha Hiện tại tôi đang đứng top 1 nha Anh em nhìn xem Hiện tại là tôi đang đứng top 1 Và tôi chạy Cực kỳ nhanh luôn Anh em nhìn cái bảng số liệu ở dưới kìa Chạy toàn toàn luôn Ơi, trong vòng 30 giây đầu tôi đã chạy được hơn 300 km rồi Hơn 300 km rồi Không biết liệu quả này lên nữa không Lên nữa không, lên mạnh mẽ nữa không Rồi, cố gắng nha 400 rồi Lên nữa đi uh, Mình phải đi hết cả cái vạch tím ở trên nha Cả cái vạch tím trên cao nhất Mình phải chạy cái hết sạch chỗ đấy thì mình mới có thể thắng được cái cuộc đua này nên là cố gắng anh em ơi còn một phút cuối cùng thôi một phút không tám giây ôi sắp lên rồi sắp lên rồi tôi đang gọi, gọi, gọi là rất là hồi hộp hồ, rất là căng thẳng chân tôi thoăn thắt người tôi thoăn thoát à, chạy liên tục tục tiền của tôi bây giờ là, là vô số kẻ rồi nên là tôi không muốn tiền tôi muốn chạy nhanh hơn để về đích cơ tôi muốn chạy nhanh hơn để về đích cơ rồi 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 chín trăm sáu mươi trong vòng 40 giây cố gắng lên 40 giây là mình sẽ đến cái mốc là 2008 rồi. Ok, mốc 2008 Mời đẹp Cố gắng lên, còn 30 giây nữa thôi Chú bé nó chót quấy chất xinh xinh ơi Buôn tốc độ ơi, về đích thôi rồi, lung linh là lên luôn đi chứ, lung linh là lên luôn đi chứ. Mấy cái gọi làm mấy cái chặng đường đua với tôi, mấy cái chặng đường đua này với tôi nha, nó chỉ là lưu tiêu diêu đây anh em ạ. Nhìn đây này, nhìn tôi cán đích một phát cho anh em xem đây này, này. Có 15 giây nữa cơ. Ôi giời ơi, tưởng gì? Tưởng cái gì chứ? với tôi xem xem mấy bạn kia ở đâu ôi có bạn ở xa xa kia kìa mấy bạn đấy hình như hít khói bụi của tôi vẽ địch I am your king. À, thôi 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 vừa về đích cái là hẹo leo cho vẹo kiểu kiểu gì à, bây giờ tôi sẽ sang sa mạc này đây là map sa mạc và cuộc đua sa mạc này khả năng là hơi căng thẳng một tí nên là tôi sẽ sang bên này tôi đập trứng bét cho anh em xem thôi đấy đập trứng bét cho anh em xem thôi xem bên này có trứng bét là vip như thế nào ui ra một con nhà sơ mu một con nhà vệ sinh mũ Tiếp tục, tiếp tục Là một anh Skibi DJ Còn một phát nước, một quả trứng nữa thôi anh em ơi Ui, là một Skibi DJ nữa anh em ạ à. DJ Rồi, để xem nào Cái gì đây anh em, anh em chiếm nước không Anh em chiếm nước không Nhân 9.000 sức mạnh, nhân 3.000 sức mạnh chỗ bên này nó còn vip gấp mấy lần bên kia Rồi các bạn ơi Sau khi khám phá cái map 2 kia Tôi thấy mấy quả trứng bét là nó cũng vip vip Nhưng mà thôi Hiện tại thì tôi đang là kingdom Tôi đang là quán quân của cái cuộc đua của map 1 đó, Tôi đang giữ vị, giữ, vị trí độc tồn Và anh em ơi Anh em thấy con game này hay Thì anh em hãy để lại cho tôi xin một like Một đăng ký kênh Và đặc biệt là nhớ xem một cái đó nha Còn bây giờ bye bye Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha Và anh em là muốn tôi ra phần hai con game này Thì hãy comment ở phía bên dưới nha